chợ Tân Lập phường Thạc Gián quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng vắng vẻ nhưng không hề bình yên khi khắp nơi người ta nhìn thấy những sợi dây răng ra ngăn cách khu chợ với bên ngoài. Đà Nẵng vẫn đang trong những ngày tháng chống dịch đầy khó khăn. Những khu vực phải căng dây như thế này không phải là ít. Thế nhưng, điều khiến nhiều người lo ngại là bệnh nhân COVID-19 đã xuất hiện trong chợ nơi tập trung rất đông người. Bệnh nhân COVID-19 được phát hiện tại chợ Tân Lập là bệnh nhân 1011, là nữ tiểu thương 38 tuổi, bán mắm tại lô 97. Vào mỗi buổi chiều, nữ tiểu thương này còn băm mắm dưa tại chợ Cồn. Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với người trong gia đình, nhân viên giữ xe và các tiểu thương khác. Bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng lần 2 và kết quả xét nghiệm khẳng định dương tình với SARS-CoV-2. Danh sách các tiểu thương xung quanh lô bán hàng của bệnh nhân này tại chợ Cồn có 14 người trú tại các tuyến đường thuộc 5 quận gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Triểu, Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn. Cũng vắng vẻ, cũng những sợi dây được căng ra, chợ siêu thị phường Trinh Gián, quận Thanh Khê đang trong tình trạng tạm dừng hoạt động như chợ Tân Lập. Đáng lo hơn khi chợ này xuất hiện tới 2 bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân 1012, 69 tuổi, là nữ tiểu thương bán gia vị ở lô 82, còn bệnh nhân 1013, 51 tuổi, là nữ tiểu thương bán hải sản tại lô 290. Các bệnh nhân cũng từng đi nhiều nơi, trong đó bệnh nhân 1013 từng đến cảng cá Thọ Quang là nơi tập trung rất đông người. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho hay, liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 là tiểu thương tại chợ Tân Lập và chợ Siêu Thị sau khi Sở Y tế Đà Nẵng phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với ba tiểu thương, đến chiều 22 tháng 8 năm 2020, lực lượng chức năng đã xác định và cách ly tập trung đối với 116 trường hợp F1 tại địa bàn 7 trên 7 quận huyện của thành phố. Các trường hợp F1 nhanh chóng được lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19.